Ok, xin chào tất cả các bạn nha. Bây giờ đây Việt sẽ làm một cái bộ này, hướng dẫn cho các bạn làm cái màu, hai cái màu này là mình sẽ làm nhiều cái design, là mình sẽ làm ombre, mình sẽ làm marble và mình sẽ làm những cái khác nhau. Mình thả cái bộ vô này, ngay cuticle đúng không? Ngay chỗ này là mấy bạn thấy không? Con này right here. Lúc nào cũng vậy hết. Mình vuốt từ hai bên, mình vuốt vào giữa, nhất là cái móng dài và cái móng nhọn như thế này. Là bắt buộc mình phải đạo, mình phải xây dựng một cái nền tảng thiệt là cao, thiệt là cong, nó phải có một cái u. Cái u nó nằm ở ngay giữa. Cái shape này bắt buộc phải có, tại vì nó là một cái gọi là shape ladder mà. Cái ladder này mà nó không có cái u này thì nó dễ gãy lắm. Thì đâm ra lúc nào cũng vậy, hết tạo. Bên ông thì lúc trước mình đã cái hông này là chút xíu mình phải vỗ nó thành shape rồi. Thì đâm ra mình không cần đắp hai bên hông. Đâm ra là coi này. Mình đắp là nãy giờ là mình đắp ở ngay. Mình lấy bột đó là mình lấy bột từ bên này mình lấy vô này. Lấy bột từ bên đây là lấy vô này. Mình tạo cái đường cong ngay giữa chứ không phải là mình lấy cục bột bự cho nên mình thả cà rào xuống đây. Mình đè nó quá thì hai bên mình nó bè ra nhưng mà bên này nó flat. Cái móng tay đó là bị gãy liền. Cái móng tay là sẽ, nhưng mà cái móng tay này mình nhìn như vậy mình có cái độ cong thon đẹp mà lại khó gãy lắm, không có dễ gãy. Tại vì cái structure của nó có cái structure của nó. Mình nhìn vô mình thấy nó thấy không? Đó, sau đó mấy bạn này mình lấy cục bột thứ hai này nha. Này mình thả cục bột thứ hai ngay đây này các bạn, đây ngay đây này các bạn, kéo nó xuống được thấy không? Đó, các bạn kéo nó xuống thấy chưa? Đây chưa? Đó, cái đó đi vô Walmart mua không? Ừ, đó đi Walmart mua. Là sát cái cò này, để sát vào đây này không? Mấy bạn đi sát vào cột thứ hai này. Cái cuticle nó phải tròn và nó phải đẹp nha mấy bạn. Đây này, ngay đây này. Đó. Thấy chưa? Đó, nó phải tròn ngay đây này. Nó tròn, nó đẹp thì nó nhờ ngay lúc đó hết. Cái đó là cái quan trọng nhất. Sát vào. Okay. Cái quan trọng là mấy bạn phải có cái bột clear. Không có cái bột clear đó là để nó bảo vệ cái ombre của mình. Không dù nó bay đi hết, không có nó bay đi hết. Bắt buộc phải có bột clear lên trên nha. Đúng không? Hello Helen La, hello Si Dung Nguyễn, Debbie Mugrove, Jessica Gonzalez, Larian Orojo. Hello everybody. How much is this? Hello Jessica em. This here is I'm actually teaching them how to use the design, how to do a design. So I'm gonna do here. Nè, lưới này. À, cái lưới này lúc mà mình đi nó vào nó là như vậy nè, mình lấy nó vào cái lúc cái bột của mình nó cần ráo ráo, khi mà nó còn ướt á mình đưa nó vào đó là nó bị dính vào cái design của mình đó, nên là nó phải hơi bột, nó phải khô ráo ráo thì mình đưa nó vào là những lúc đó là những đứa là đẹp nhất. Sau đó mình lấy nó ra, nhấc nó ra các bạn, khi mà bạn thấy nó lấy nó ra thì mấy bạn để này, mấy bạn có thể bỏ cái bột ấy vào thôi. Clear bột trắng này. Các bạn kéo nó. Cái này là cái bột American nha. Đây mình không bỏ American cho nó nhẹ nhàng thôi chứ không cần phải bỏ nó đậm đà cho quá. Bột trắng thì nó sẽ nổi rất là nổi bật. Bột này nè, bột sau này soft white. Nó vừa đủ nổi lên thôi nha. Nha. Rồi đó. Bây giờ đây mình sẽ dùng cái màu này để mình sẽ làm ombre nha. Nè. Màu trắng nè. Màu xanh này và màu xanh đậm này ha. Marble này mấy bạn coi này, ngoáy này, một vòng đúng không? Mình sẽ đi xuống dưới đây ra tới đây. Đi cho thiệt nhẹ nhàng nha, không có đẩy, không có ấn, không gì hết. Đi những cái điệu rất là nhẹ nhàng, chậm chạp cho nó đi. Rồi sau đó mình có những cái màu này. Đấy, bạn thấy không, đưa nó vào cho nó sát vào trong đó, cá đầy đủ cái này hết.
Đó, các bạn thấy không? Mình vuốt nó vào, mình đắp, mình cố gắng mình đắp, đừng có ham đắp một cục, mình kệ nó đi, mình cứ từ từ, tại vì nó làm design là đâm ra mình làm, mình cho cái móng tay cho cái cuticle nó tròn ngay đây này, ok. Đó, mấy bạn thấy chưa? Ha, hai cục. Rồi. Bây giờ này, mình trở lại này, mình sẽ dùng cái màu này nha. Đây. Mình sẽ dùng cái màu này đi ha. Màu xanh thiệt là đậm nha. Cái màu này làm ombre. Nè, thả nó xuống này. Ngay chỗ này là mấy bạn nên nhớ thiệt là mỏng nha. Đó, thiệt là mỏng ở đây. Tại vì cái chỗ này nó cần mỏng như vậy để mình làm ombre cho những cái màu nhẹ nhàng nó vô nó mới được, chứ không là nó sẽ bị quá mạnh mẽ. Nó sẽ bị thấy được cái chiều dưới. Đây bạn lấy ra này không? Thấy chưa? Thấy chưa? This is gonna be a mermaid look. Yeah, it's gonna be almost like a mermaid look. Very close to mermaid. So you could see all kind of different. Rồi, sau đó là mấy bạn coi ha. Mình chờ cho cái bột này nó hơi khô tí xíu, mình sẽ dán thêm một lần lưới nữa. Nhưng mà cái này là it's... Ok, the reason là mình chấm cho cái bột trắng là như vậy này, tại vì cái bột trắng này nó sẽ không bị dính miếng lưới vào đây. Và cái bột trắng là nhiều khi mình muốn, nếu mà cái màu mà super white đó, nó làm cho thịt trắng đó, nó sẽ tạo ra cho mình một cái đường line trắng sẵn ở trong này. Nhiều khi mình khỏi bỏ trắng vô nó cũng ra. Nhưng mà thực sự ra mình muốn cái thằng này là mình không có gì hết. Tại vì mình muốn mấy phần nó giúp cho mình đừng có dính. Nè, bây giờ là mình sẽ đưa cái màu này vào này. Ok, cái này là cái mơ màu, là một cái màu này là cái tông mơ mây của mình. Mình sẽ đưa OM33 đẩy nó xuống này. Cái mơ mây này nó sẽ đi nó xuống dưới này luôn, và nó sẽ kéo vào những cái lỗ của mình dưới đây. Đó. Mình cho nó vô luôn đi. Đó. Mình cho nó vô để cho nó rớt được bao nhiêu nó rớt. Không có cần nhiều nha, mình nhiều. Rồi chút xíu nữa mình bỏ cái bột clear lên, thì khi mình bỏ cái bột clear lên á thì mình sẽ thấy được cái những cái nhỏ 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 nó nằm ở dưới đó, nó tạo ra cái nhìn khác nhau nè. Đó. Nè, có bột thứ hai nha. Ngay đây nè. Sát vào cuticle nha, với bạn và mấy anh chị phải cho nó tròn nha, cuticle thiệt là tròn nè. Kéo xuống. Nhớ chùi cho hai cái này nó sạch. Hai cái bên này rất là quan trọng. Đó. Đúng này rồi. Thì mấy bạn thấy. Nếu bạn thấy mình sẽ cho cái này đi vào cái bột clear nó đi vào ngay đây nha. Cái bột clear bắt buộc nó phải để ngay đây chứ không thôi là mấy bạn giũa bay đi hết cái bột clear design của mấy bạn. Ok. Rồi bây giờ là quý nhìn này qua tiếp bay bên đây. Mình sẽ làm một cái ngón như thế này, mình làm để cho mình làm cái bông đây đi. Thì mình sẽ làm cái nó đi vào một cái hướng. Chờ đó mấy bạn, mấy chị đẩy nó vào này ha. Đẩy nó vào chút xíu ha. Không, cái bột của nó dễ làm lắm, mình đẩy nó tới đâu. Đẩy nó vào nha, đẩy cho nó hai cái ranh giới như vậy. Thì thằng này mình đưa cái này vào cái góc cho nó dày lên, cái độ dày cho nó dày lên, cho nó đều thôi. Sát vào đây, nhớ là ngay cái đi cầu thịt là tròn và đều ngay đây, giống như là mình làm đó, thứ thế bên ngoài đó, ha. Bên đây mình sẽ cho nó cái màu silver đi nha.
cái màu này màu silver mình thả nó bên đây. Nhớ là ngay cái cuticle lúc nào cũng phải hết, take care cuticle cho nó thiệt tròn thiệt đẹp. Thấy không? Này, vô này. Ông Lê lấy đi, đó đi. Chút xíu nữa làm. Đồ cắt gì? À, không, không có đen, không có đen. Nhưng này nó mờ đó. Cái đầu giũa đẩy da lên có. Ờ, đầu giũa đẩy da lên đó hả? Ở đây không có, ở đây không có lấy. Trời ơi, làm sao? Quậy là như có cái vòng tròn thôi. Vậy vòng tròn thôi. Mình đừng có sợ. Cái quan trọng là mình sợ mình quậy không ra, mình không có quậy. Mạnh tay đi. Mình ở nhà, như khi mình ở nhà mình lấy cái này mình lấy cái thiếp ra đó, mình lấy cái màu trắng mình chấm qua. Mình quậy chừng 1-2 lần ok. Nhớ là đừng bao giờ quậy cục bột bự hết. Quậy cục bột thiệt là nhỏ. Rồi từ mình bự nó lên thì mình lấy lúc nào nó phải ướt thì mình nó mới quậy được. Không nó ướt, không có ướt là không quậy được đâu. Nè. Quậy lại này ha. Màu nào nó nhiều hơn lấy màu nào nhiều. Lấy màu trắng nhiều hơn. Thấy không? Thấy chưa? Này mấy bạn thấy không? Vừa rồi em mua thêm 30 màu mới, anh chỉ học cách làm ombre, còn những màu design em không làm marble design như em hoài không được. Võ Cầm Tú, đây này anh đang làm đây em chú ý nha. Đây. Cho nó thịt tròn ngay cái đề cầu của mình ha. Các bạn thấy không? Ôm nó lại đây. Thì thực ra ngay cái đầu nó rất là mỏng, tại vì mình làm một cái sức bột à. Mình phải có cái bột clear để mình bảo vệ cái mỏng, cái chỗ mỏng đó. À, nhưng mà bột clear đó em xài xong chưa? Hay có 2-3 hũ muốn tìm nó ra. Đây, bột clear của nó đây. Nhớ là cái bột clear. Trước khi này quá trời luôn. Đây. Tại mình muốn làm mermaid thì mình cho những cái màu này lên trên cái mermaid này. Đó. Này. Sau đó này, sau đó là mình mới bỏ bột clear lên nha. Nó là cái flake thôi, nó hay, rất là hay. Bột clear này 14, 16, 10, 12, 10 xài hết. Này. Đẩy sát lên này. Đúng rồi. Design lúc nào cũng hết thì cứ làm mỏng đi. Đừng có quan tâm về cái vấn đề độ dày của nó. Mình làm design xong rồi bắt buộc mình cứ nên nhớ là mình như này. Cái design của mình nó sẽ cover bằng cái bột clear. Mình nhớ như vậy là mình đậm là ok được rồi. Mình làm là sẽ là good rồi. Đừng có lo là làm tới nơi tới chốn này, kệ nó. Này nó ra chút xíu mình bỏ lên nó giống là cái ấy nhưng ông ánh nó đẹp mơ mê này. Đó, các bạn thấy. Xong một bên nha. Rồi. Bây giờ mình qua bên thứ hai, mình sẽ đề ba lại bên đây. Nè, loại nữa này, marble nữa này. Trắng này, cái này xanh này nè ha. Nè, marble này, con này quậy này ha. Mình để lên cho mình quậy liền hả? Nè, quậy liền này ha. Thấy chưa? Không bao giờ nó ra giống nhau hết. Nè, lúc mà nó quậy ra như vậy thì quậy ra như thế kia. Không bao giờ giống nhau hết là trở lại nè. Nè, nè, tiếp tục nè. Bên đây này nhẹ nhẹ, bên đây là vô này thấy không? Đó. Thấy không? Cái này mình chỉ quậy thôi chứ cái mình để đó mình không được kéo nó là nó bị lem lại. Không, đừng có kéo nó, mình đừng có đụng nhiều tại vì mình muốn quậy cho nó. Tại em quậy xem kéo cho nó. Kéo đi ra hết rồi nó mất cái marble của mình hết đúng không? Đó. Mấy chiều trả lời rồi. Mấy chiều nào? Thì bây giờ chiều nào chiều đến giờ chiều mà tên gì phải 2-3 loại chứ. Mơ mây là chịu rồi.
Đấy, cũng một clear đây này ha các bạn thấy chưa? Chị có lấy máy treo, máy đèn treo máy bay không? Ừ, sao? Hello Loan Hồ, hello Amana Flores, Thảo Thảo, Hùng Chiều, anh chị cho em, anh chị em vô Cẩm Tú ơi, anh Hoàng không giỏi như anh. Chị anh chị em cái đó của Tammy đi, ra ra Walmart mua. Em thấy không? Sau khi đó này mình nhớ mình chờ cho cái mặt bột nó mờ mờ đi chút xíu nha, anh sẽ đưa cái miếng lưới vào. Hello, hello Ô và Thúy Phương. Đẹp quá, thỏ trắng, hello thỏ trắng. Coi này nha, chờ xíu nha. Chờ cho cái bột nó hơi mờ mờ đi xíu thì mình sẽ nhấn, mình nhấn lưới vào nha. Trước khi nhấn lưới là thế, đây này lấy cục bột, đây là hũ bột trắng đúng không? Này. Thì cái hũ bột trắng này đó mình sẽ đưa cái miếng lưới vào cái hũ bột trắng để mình làm gì không? Nó có dưới lưới như vậy đó, nó dính vào đây để cho nó dính vào để cho nó lấy dễ lấy ra, nó không có bị dính luôn ở trong đó. À, sau đó này đưa nó vào này, nè các bạn thấy, chị thấy không, đưa sát lên trên luôn nha, đưa nó sát vào luôn mấy bạn thấy không. Đó. Mấy bạn lấy ra nha, nhẹ 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 mình lấy ra, thấy không, lưỡi nó không có dính vào lưới đó. Nó được cái đó. Sau đó nè, mình cho chút xíu thôi, không cần nhiều. Sơ thôi. Mờ. Rồi bắt đầu mình lấy cái thằng silver này, nó có kim tuyến này, mình đưa nó vô này. Đó. Các bạn thấy nó có kim tuyến nào đó không? Nó là màu. Gánh lưới đuôi cá gì nữa. Rồi bắt đầu nằm nó chờ. Nè kéo nó vào. Thấy không, ôm nó lại này, không ôm sát vào này, tiếp tục vẫn ôm như cái tư thế nè. Hello Son Khắc Vinh. Hello Maca Christina, hello Nguyễn Hân. Rồi. Hai ngón đem qua bên này. Cái đó nè, cái đó cho đó, cái đó cho cầm về đi. Cầm về đi, ra tiệm để lên trên đấy. Chị mở cửa xe dùng. Rồi. Bây giờ mình sẽ... là ok, tiếp tục lên đây. Cái gì? Clear hả? Đây đây, giờ clear nè. Đẩy cho nó vào cho nó có cái chút xíu mình sẽ làm cái design trên cái kiểu này. Các bạn đẩy cái này nó sáp vào trong đây luôn này. Tối nay về đừng có đứng gần ổng. Ái mạng sẽ xảy ra. Đừng đứng gần ổng rồi. Đứng gần ổng là có ái mạng xảy ra. Lúc đó là đang lên máy bay là đang nghe tin tức, nó nói là Utah đang có một đang có một ái mạng xảy ra là từ cái móng tay nhọn.
Hoàng chịu trách nhiệm nha. Đấy, không chịu. Hello. Đẹp. Hello, hello Hùng chịu đâu anh. Lúc đó là anh về ấy rồi, anh về tới Florida rồi. Anh đâu biết chuyện gì xảy ra. Nhớ bỏ cái bật lia ra nha. À bật lia chưa, có người sai rồi. Cái màu đó nó đi cover hết. Cái màu này màu ombre mà đâm ra nó cover rất là good. Cái này là OM33B. Cái màu này là cái màu nó có một cặp của nó. Dòng bột là dòng bột cover. Này, cái màu là cái màu ấy này ha. OM33B. Đó, mấy bạn thấy không? Đưa nó sát vào. Bột lia này ha, mình cho bột lia lên nha mấy bạn nhớ không? Nghiêng nó xuống. Để nó vô. Đúng rồi, mình sẽ cho thêm lia thôi. Đấy, nè, tiếp tục này, bỏ clear vào này. Cái nào mình cũng cần bỏ clear hết em mấy bạn. Không có clear là không có được đâu đó. Không có clear là nó dũa nó sẽ mất cái này đi này đó. Quan trọng nhất là cái khúc này này. Không có clear là cái khúc này là bye bye này, thấy không? Đó, thấy chưa? Đó, cái quan trọng của đây là clear này. Này bỏ clear nữa này ha. Tem hả? Cái này là mình lấy cái màu ấy luôn nha. Màu mình không có lấy cái màu trắng. Mà để mình lấy luôn cái màu. Để mình lấy luôn cái màu màu glitter này, đưa nó vào. Vẫn giữ lại cái cũ. Vẫn đưa thằng này vào đây. Để có những cái ống ánh đó. Giữ lại xếp như cũ này. Tiếp tục này. Nè nó xuống lia ra lấy cho nó. Đắp xong trả lại lên. Nè thả vào cái đeo này ha. Đưa nó vào. Nhớ khúc này. Cái màu này nó như có sữa sữa đó, đâm ra nó làm ombre rất là đẹp. Cỡ nào nó cũng cover được hết. Sao lại OM33 à, này là OM33 3 OM33B. B chứ phải A. Nè thả, bắt đầu thả bộ clear lên này. Đó, kéo xuống. Nhớ là ôm từ bên đây ôm lại này, ôm từ bên đây ôm lại này. Okay.
Ủa Tony nó đang đâu? Nó kẹp quá là luôn sư phụ. Nó chạy đi đâu Tony? Chạy đâu có tiêu rồi. Ờ đúng rồi, nãy thấy nó đi rồi mà. Tony đang đi đâu vậy em? À, cái màu này, cái bộ này nó cái màu rất là óng ánh này, màu. Đỉnh quá bác. Đẹp không bác? Đẩy da người ta ra này không? Các bạn nên nhớ đẩy da người ta ra. Em đi ăn. Em quay lại liền. Ok rồi, ok đi ăn đi rồi quay lại nha. Ăn con mình trời. Mình có cuốn trong đó thì nó có bụng vô ăn nha. Nó đói nó chạy đi nó ăn nè. Gọi cuốn nè, ok chút xíu nó chạy vô ăn miếng rồi chạy ra làm tiếp nha. Nhớ là đẩy hết ra nha. Cái dũa xếp của cái thằng tèo le đầu sắt là anh đi lên tới trên này luôn rồi chưa, anh đi cong lên tới trên cái vòng trên này luôn. Đó, mình đi này lấy bột hai góc này, đi lên tới trên này luôn này, không lấy ra nha, bên đây cũng như này, nó đi ra đây lên tới trên này luôn này, thấy không? Rồi bắt đầu mình lấy ra, cái đó là cái mà mình dũa xếp có phải là xe có xe lái rồi là phải vậy đó. Đó. Đó, thấy không? Cái này quay hay là quay trực tiếp vậy anh? À, áo cưới phiên nguyên cái này là trực tiếp nghe anh. Sally Marcella. Nó vô lại rồi. Ok. Ok. Nhớ là đẩy da hai bên ra là mình dũa vô nha. Đó, không? Mình đi lên tới trên này luôn nè, thấy không? Xếp cái này nó đi lên đi. Đường dây này đi lên tới trên đây nè. Đây cái đường cong không? Đó. Đây cũng vậy nè. Đây này ha, đi cong này thấy chưa? Đúng rồi, mình giữ cái xếp cho nó mình có chỉ chạy theo thôi. Đúng rồi, mình dán thì vậy là anh ở nước ngoài chứ không phải ở Việt Nam. Áo cưới bên Phương anh đang ở bên đang tiểu bang gì đó, anh đang ở tiểu bang Utah, nó nằm gần Mỹ á, Mỹ Tho, nằm gần Mỹ Tho. Ủa, nước quên đây là không? Đây này, để đây. Cái sao? Mình phải cần uống nước. Đúng rồi, bột. Mình sẽ lúc chút xíu nữa mình sẽ trở lại, mình sẽ làm chút design ở trên đây nữa nha mấy bạn. Anh vú cái này cả ngày rồi đó nha, nó đúng ra cả ngày đó là anh vú tùm lum thế này, nó vẫn còn cứng lắm, ngày hôm qua luôn á,
bà phải cái vú nó đáng, đáng đồng tiền luôn á. Ở đây không có bán, anh em mà sẽ khác tới đây em mua bên Texas á. Nhìn em biết tại em hay mua ở Cali Beauty Supply nhưng mà nó không bằng cái này. Mà vú ngon lắm. Đúng rồi, vú ngon lắm. Anh David ơi, cho em hỏi màu nude để đắp ombre thì màu mấy? Nguyễn Alex, anh có nhiều màu cá nha. Em có thể lấy cái màu màu OM15B. Em lấy cái màu solid 36 hoặc là em lấy cái màu solid 71. Hay là em lấy màu cái màu OM8B. Thì nó có rất là nhiều màu khác nhau. Thì em có thể là mua 5-4-5 hũ đi. Về khách lấy thích lúc nào em mua hũ đó. Nè, OM8B, OM15B, solid 36 và solid 71 ha. Nhớ em lấy những 4 hũ đó. Em làm chung với màu American hay là cái màu solid 24 soft white đó là nó sẽ ra rất là đẹp nha. Cái gì vậy? Nó dựng lên hết. Chắc Mai đi theo anh luôn quá. Lần đầu tiên trong đời em muốn đó, mẫu đợi mấy năm anh làm. Hôm qua có người ước gặp anh ngoài đời một lần thôi, đủ trời gặp được ha. Ai biết. Ai biết tương lai. Cái cô ở Mỹ Tho sao gặp được. Rồi bây giờ mình sẽ vua. Mình sẽ ghé cái vòng cong nha. Chủ nhân bộ móng này có làm việc nhà không chị ơi? Có chứ. Thợ nail đó em. Một ngày vũa là đi máy bay khủng khiếp luôn á. Đây lấy ra. Đây em anh lấy cái xếp vô nè, lấy ngay này, vậy nên lấy vô này. À, anh đi một vòng cong này thấy chưa? Nè, vô bên này này, em vô bên này nữa chưa? Em vô này thấy chưa? Em đi bên đây đúng không? Em đi là vòng cong nè. Đi vòng cong này cho anh này ha. Em vuốt nè, thấy không? Em vuốt nè. Em vuốt nè ha. Thấy vòng cong này không? Vô đây nè, thằng cong này không? Thấy chưa? Khi bên đây dày mình vỗ bên đây nhiều hơn. Đúng rồi. Thì tại vì lúc mà anh đắp á, hai bên nó đều với nhau rồi. Nhiều khi mà có thể nhiều khi là em đắp á, thể là bên đây nó bị dày hơn thì đâm ra là em phải vuốt khác. Đâm ra là anh vuốt nè. Ngay chỗ này em đi vòng tròn đây này ha, vòng tròn đây nè, đi hết một vòng từ đây đi nè, thấy chưa? Thấy chưa? Ôm từ bên này ôm vào này, ôm từ bên này ôm vào, ôm vuốt nó vào thì nó nhọn này, thấy chưa? Đó, này. Tiếp tục qua bên này là anh làm lại nè, okay. Thấy anh vuốt không? Vuốt đi vòng cong này ha, vuốt từ vòng này vuốt ra này, thấy không? Thấy anh vuốt vô đây không? Vuốt vô đây không? Đó là nó hay là như vậy. Anh vuốt nè, đi vào đây nữa nè, thấy không? Nhẹ nhẹ góc này, thấy không? Đi một vòng cong nữa nè. Không sao, làm đi. Anh làm cho thấy vũ xong rồi anh làm cho em luôn. Em còn một bàn nữa. Đưa nó vô nè. Đó, ôm nó lại này, ôm nó lại này, thấy chưa? Còn có một bàn ôm nó lại này, thấy không? Lấy cái góc này vô này, thấy không? Lấy cái góc vô này. Lấy góc này vô này, thấy không? Đẩy vô đây. Thì cho nó nổi như cái này chút xíu ra, cho nó nổi cái những cái mà mình tránh ở dưới hồi sáng đó. Mình thấy sơ sơ thôi, mình không muốn thấy nhiều, thấy sơ sơ nó nổi lên nè. Đó. Đây, mấy bạn thấy chưa? Đó. Qua bên này tiếp tục này, một cái vòng cong này, thấy không? Chỗ này nó dày nè ha. Em đưa này vô cho anh. Lặn xuống. Vuốt bên này em vuốt vào như vậy nè. Thấy chưa? Nếu mà nó dày em vuốt nó vào.
bên đây cũng vậy này, đưa nó xuống này không? Ôm lại này, ôm lại này. Em lấy sát cho chan. Lấy sát cho chan. Anh David ơi, solid 36, 31 và ôm 35 và 24 hả anh? Đúng rồi em. Rồi vô đây vú xếp bên này lại nè không? Coi này. Nè lấy hai bên này ôm lại nè không? Đi cái vòng cong này thì ta cong đây nè. Vú này là cái vú xếp tì. Nóng đứt tay được. Này ôm nó lại nè không? Loài này nhiều chỗ bán lắm mà không biết đây có hay không. Quan trọng là xếp tì nó tròn tròn là ok được rồi. Đi sát xuống đây để cho nó nổi cái thằng này ra nha. À, nó hiện cái thằng này ra nè. Mình muốn nó hiện thằng này ra chút xíu. Cái móng này là dễ gãy lắm. Nếu mà là không đúng là nó gãy liền. Thấy chưa? Đó, đi cứ vúa cho nó vòng, lấy cái thằng này đi sát vào bên đây, lấy ôm vô bên đây, sau đó ôm vô bên đây nè, đó. Cái quan trọng là cứ ôm nó vào. Đó. Và bên đây tiếp tục nè. Mình vô xếp bên đây ha, nhớ đẩy da ta ta. Hello Gia Trương. Tiếp tục mà, tiếp tục cái màu này là màu xanh này, làm giống như là người mơ mây vậy đó. Cái này là tất cả những cái kiểu nó làm giống như là mơ mây, màu xanh hết. Mình cầm lên mình coi nha, nó ok hay chưa, mình đo nó đều đều, nó không sao không, nó ok thì mình lấy, còn không nên là hơi dài xíu mình cho nó vô lại xíu. Cái vũa này là cái vũa mình đi cái cuticle cho nó tròn mà nó sạch. Mình nhớ là mình đi một cái tốc độ rất là chậm, nhẹ nhẹ nhàng nhàng,
Nhưng mà trước khi mình đi mình nên coi là mình nên đẩy da ra hay không. Tại vì nó đẩy da ra nó giúp cho mình làm việc nó dễ dàng hơn. Đó. Nó không chỉ ra nó chỉ ra lại chẳng tốn bao nhiêu hết, một vài giây à. Nhưng mà nó giúp cho mình chơi cái chỗ khác. Nè thấy không? Nè, ok cảm ơn em. Nè, đẩy da lên thấy không? Người khách người ta hay lắm, người ta nhìn được những cái tỉ mỉ của mình. À, người ta thấy được cái tỉ mỉ của mình thì người ta nó đứng lên là nó sẽ Santa hello. Mà em đang muốn nếu mà em làm tay thì em làm việc đấy để giúp đỡ cái ngồi chân cũng chân đó. Này không? Thấy không? Mình đi nhẹ thì là nhẹ là bắt đầu nó tròn ngay chỗ này của mình rồi thấy không? Thấy không? Thấy chưa? Đi cho nó tròn nè, đó nó nhờ cái tròn đó đó. À, vừa đẩy da ra vừa đẩy cái bột nó vào nhìn nè. Đẩy da nè thấy không? Oh, base. Đó, rồi. Nó bị cái gì làm chủ được thôi, làm vậy chủ làm. Thế là thấy đi không? Chiso nhưng bây giờ hết rồi. Làm mình thấy tay đẹp ha. Đẹp thiệt. Có chiso nhưng mà tay cái này đẹp. Dạ. Tay đẹp mà này. Cái nào chị? Ừ. Cái đó là 6 lần nha chị. Nhưng mà giờ hết rồi. Khi nào có anh sẽ nói chị. Em cũng chưa biết nữa. Chắc cũng là mấy tuần đó. Đi sát vào cái cuticle mình nó tròn thì nó mới tạo được cái độ, nó mới tạo được cái đẹp của cái đó. Dạ. Hello Linh Hương, hello Long. Đầu dũa này thì nếu mà muốn mua thì inbox anh đi, anh chị Dũa mua cho. Không, anh không có bán thì chị Dũa mua. Chị Dũa mua cho. Cũng gửi chứ, ở đâu cũng gửi. Bao nhiêu cây thì mới gửi nha. Có, mua một cây họ cũng gửi, mình trả tiền shipping thôi, gì đâu. Cái nào cũng gửi hết. Cái công ty đó họ gửi hết. Dạ mình mua. Facebook của anh là gì? Facebook là David Hoàng. Thank you.
sáng giờ sư phụ được mấy chân dài rồi? Liên hương, liên lương hả? Sáng giờ hả? Chân dài anh nhiều quá, anh đếm hết luôn. Quá trời là chân dài luôn. Hello Vân Giang, ở Đức có bán không? Có, ở Đức là hình như là không bán. Ở Đức em mua qua bên Anh thì bên Anh người ta gửi qua cho. Cái chai. Cái này chai đen. Cái này màu trắng. Cái màu đen. Có, mình lấy màu trắng. À màu trắng. Anh không làm màu đen, anh làm cái này cho nên sẽ làm màu trắng. Tại vì cái này là cái mơ mây thì mình phải làm màu trắng xíu. Xíu treo vô. Lấy ra, như lại. Rồi. À, phải vô sâu nó mới on được. À. Đó, đó. Cái hũ treo gì vậy anh? Hũ treo trắng thôi em. Hello cô Jean. Yên Bình, hello Yên Bình em. Wow, Naso. Wow. Hello Mosimo. Izune Itara. Ogenski desu ka? Rồi, lấy ra nhìn. Rồi. Đây, bên này cũng dễ, nó quen. Chờ xíu là làm bên này luôn. Hai chỗ. Cái này những đường nhỏ nhỏ cho cái dao trắng thôi, làm những là cái bẫy cá thôi. Đây vì không muốn làm hết, đây vì muốn làm một góc nào thôi nha, cho nó tượng trưng thôi chứ không có phải là mình làm một cái rõ rệt ra, là cho nó thấy rõ ra là cái là bẫy cá như thế nào.
nó tượng trưng có thôi. Hello Mosimo, thank you. Princess, bộ móng là mà đắp lâu vậy, hình thù quái gì? Hỏi thấy anh kia hình là. Hello Ngọc Hương. Rồi lấy nó ra nhìn cho. Ăn trọng rồi đó hả? Đinh Lai ơi, cái này là mơ mây nha. Đây là mơ mây, là người cá đó nha. Hiểu chưa? Em có bao giờ thấy người cá không? Thấy phiên người cá không? Thấy cái mơ mây không? Người cá nhưng mà chân dài nó chân ngắn. Người cá này đang có gánh cái đó vô là đập là nằm chờ đó. Nhớ là khi mình bỏ hai cái này nó vào đó, vuốt nó vô này, để cho nó lấy được cái độ nhọn, chứ thôi là nó mất cái độ nhọn của mình, khi treo nó chảy ra đó. Nó mất cái độ nhọn của mình. Nhớ thì tại sao này nó lại bị nóng. Hôm qua có bị nóng. Nóng hả? Ừ, cái thằng treo này nóng. Chứ nó mạnh quá mà nó có 30 giây à. Don't touch the monitor. Goodbye. Ok, xong một bên này ha. Mình qua bên đây. Này nó phải con eagle mà dính lại. Người ta là mơ mê mà eagle gì không này? Này. Đẹp ha. Cái này chút xíu nữa mình sẽ làm thêm một cái hai cái mấy cái tuy đi ở trên nữa. Cho cái móng cho cái móng này nè. Rồi. Nhiều chưa tới nơi. Máy này có bị dỗng. Máy này dỗng. Cảm ơn. Dỗng. Cảm ơn sư phụ nhiều lắm. Liên lương rồi mình coi nè,
Hello Jay Silly. Chia ra hai cái ranh giới thì mình làm để vẽ cái làm cái bông ở ngay giữa. Nhớ mình chữ lên này. Nhớ mình làm lúc nào cũng phải hết, mình chờ cái bột nó vừa nó lắng xuống, từ từ nó mặt nó mờ đi thì mình làm ra nó mới đẹp được. Còn mà cái mặt bột nó còn ướt á, ướt á làm nó sẽ không đẹp. Bông đây á, nhớ xoay nó, đẩy nó ra ha. Cái này làm thì nhiều khi nó cũng hơi tỉ mỉ chút xíu, nó hơi lâu chút xíu, đâm ra mình phải chờ cho bột nó khô thì nó mới đẹp được. Đẩy nó ra bên đây này không? Đẩy nó vào lại bên đây này, để nó tràn, cho nó tràn ra ngoài khúc phía bên đây. Có cục khác nó bỏ vô lại nữa. Nhớ là lúc nào cũng phải thấm vô cái khăn đó, cho nó cái khăn để cho nó mất cái bớt nước đi đó. Đẩy nó ra này ha. Đó, đẩy nó vào bên đây lại. Này đưa cái này vòng nó cho thằng vòng ngay giữa này. Quay ngay giữa ha. Where Rodriguez, where am I located? I'm in Florida, but I mean I travel into different city and do. Rồi trở lại. Cái này làm cứ phải chờ thôi. Này bắt đầu mình có thể là mình đưa nó vào ngay giữa cái mình vuốt nó xuống này. Mình sẽ đưa cái hướng của mình muốn kéo cái bông đó. Mình kéo cái lá nó chạy theo cái hướng nào, mình sẽ nắn nó như vậy đó. À, nắn ra như vậy, nó sẽ chạy theo như vậy. Sau đó mình mới đè hai góc này mình ra. Okay. Thằng khùng này, mày khùng quá, tao cho mày đi luôn cho rồi. Mày khùng vừa phải thôi. Tào lao. Có làm con starfish. Brian,
Lúc này anh thấy lấy cái nào đâm được, lấy cái đầu bi á, đâm bi nhỏ đó. Em làm lấy nào đâm được, đánh sù á. Muốn cho nó lên trên xuống giữa này cho nó u lên con này, nó mới giống. Starfish nó có 2-3 màu, một màu nữa nha. Mà bắt đầu mình mới ấn lên cây đó này. Cây đó đánh như này, đánh như này nè, chấn dưới là chấn này. Nó tạo ra những cái sù sù lên như vậy nè ha. Cái này cho đẹp hơn nữa. Đúng rồi. Màu vàng chút. Lỡ luôn mà chơi cho đáng. Xin được nổi cái này lên. Có cái thuốc có BND không? Dạ không. Dạ. Trên cây cây còn nhỏ. Cây còn nhỏ số 10 chị ha. Của chi sổ chị ạ. Còn dẻ. Còn dẻ. Còn dẻ này không biết đây có bán không? Có. Có mà như thế. Nhưng mà ca sĩ này đem theo bột không à? Florida ở Orlando. Bên này hả? Bên này hình như là mình đang ở đây không biết mình mấy giờ ta? 4 giờ là phải. 5 giờ, bên đây mình 5 giờ. Dạ, yeah, dính lại hi khùng khùng quá Thắng Trần ơi. Anh cho nó đi về cõi thiên thu rồi. nó vô nó nói tầm bạ. À biết nó quên uống thuốc thoát cốc rồi xong hết rồi. À thằng này không thoát cốc nữa. Bây giờ anh chỉ cần mà Unicorn Oil rồi. Không, mình không cần bỏ tuy đi lên nữa. Cái gel rồi, xin lỗi, có cần. Đúng rồi đó, hay. Tại vì đó là cái gel á. Nó là cái gel, nó không thôi là chắc không khô, đúng rồi, quên đi. Hơi đèn chứ mình không cần. Mình chỉ không có, mình chỉ có hơi đèn cho cái ngón nó thôi. Hơi đèn thôi. Đèn bạn ơi. Bên đây là ok, bên đây là xong rồi nè.
nên cho mình bỏ ấy vô thôi. Quen. Quen. Tin quen chị. Chị. À dạ. Biên phải không? À, 165. Cho lên nó thôi. À, vậy. Này, cho nó vào đây. Đưa sát thằng này. Cái này hả? Mấy chai đó mấy đâu? Vậy mình mua cái loại bự kia kìa, cần gì phải nói, đâu cần phải mua nó đâu. Đẹp quá, ghen tị quá. Mình sao chứ? Mình coi nè, mình lại em vô. Rồi vô bài vô này hả? Táp vô một miếng. Rồi chụp hình. Giờ là xong là chụp hình thôi nha. Chụp hình. Chụp hình. Ok. Làm chị đã tới giây phút này. Ok ok. Là mấy bạn nhớ là mình phải cho cái cuticle dầu nó vô nó sạch. Trong 6 trên 16. Ừ. Lâm, nó lên. Nó tái mấy nhỏ nhỏ này là bự nghiệp mà. Nè, đây cho chị. Làm chi làm không làm mới xong cho em đó. Đây giờ bỏ này lên đó.